Chương 16 Thì ra lệnh bà Yasodhara giả ngủ Svatika là con nhà nghèo Hồi nhỏ chưa từng được đi học Năm 12 tuổi mới bắt đầu được Sujata dạy cho chút ít về văn hóa Chú nói năng chưa được hoạt bát, Cho nên trong khi kể lại những gì mà Bụt đã kể về cuộc đời niên thiếu của người Chú đã ngập ngừng nhiều lúc Và phải nhờ những người ngồi nghe chuyện đỡ lời cho Hôm ấy ngoài thầy Ananda và chú Rahula Còn có hai người ngồi nghe chú kể Đó là một ni sư tuổi đã lớn Tên là ni sư Mahabajabati Và một thầy khoảng 35 tuổi tên là thầy Asaji Chỉ hôm ấy chú Rahula đã giới thiệu hai vị này với Svatika rồi Chú rất cảm động khi biết ni sư Mahabajabati Chính là lệnh bà Gotami, dì của Bụt và đã nuôi bụt từ khi tấm bé bà là người phụ nữ đầu tiên được xuất gia và gia nhập vào giáo đoàn của bụt hiện bà làm ni trưởng lãnh đạo hơn 700 vị nữ khất sĩ bà mới cùng một phái đoàn các ni sư từ miền bắc xuống để thăm viếng bụt và tham khảo ý kiến của người về việc tu chỉnh giới luật của ni chúng chú svatika nghe nói quý vị ni sư mới tới rajagaha chiều hôm qua Chú Rahula là cháu của bà, biết bà sẽ rất vui mừng được nghe Svatika kể lại những gì xảy ra trong rừng Uruvela những ngày buộc sắp thành đạo và những tuần lễ sau ngày buộc thành đạo. Chú Rahula đã đi thông báo ngay cho bà và mời bà tới. Svatika chắp tay cúi đầu rất thấp để chào vị ni trưởng, vì chú đã từng được nghe buộc kể về bà và đã có sẵn rất nhiều cảm mến đối với bà. Bà nhìn chú với đôi mắt đầy thương mến Và chú có cảm tưởng bà cũng thương chú Như thương chú Rahula cháu ruột của bà vậy Nghĩ như thế chú cũng tự xưng cháu với bà Sau khi giới thiệu bà Chú Rahula lại giới thiệu thầy Asaji Svatika không nhớ tên này Dù bụt đã có nhắc đến tên thầy Trong câu chuyện mà người đã kể Cho bọn thiếu nhi trong rừng Uruvela Max Svatika sáng lên khi chú biết thầy Asaji là một trong năm vị sa môn đã tu khổ hạnh với Bụt ngay tại quê hương của chú. Chú đã từng nghe Bụt nói rằng, sau khi thấy Bụt ngừng tu khổ hạnh, bắt đầu uống sữa và ăn cơm thì năm người này bỏ Bụt đi tu chỗ khác. Vậy mà bây giờ không biết trong trường hợp nào mà thầy Asaji lại trở nên một vị khất sĩ đệ tử của Bụt và đang tu hành dưới sự chỉ dẫn của người. Ngay tại tu viện Trúc Lâm, chú dự tính sẽ hỏi Rahula về việc này. Trong câu chuyện chú kể, chính ni sư Gotami đã đỡ lời cho chú nhiều nhất. Nhiều khi bà đặt câu hỏi để chú có cơ hội nói thêm về những chi tiết của câu chuyện, những chi tiết không mấy quan trọng đối với chú, nhưng hình như rất quan trọng đối với bà. Ví dụ như những chi tiết về mớ cỏ Kusa mà chú đã dâng lên bụt để người trải làm tòa cụ dưới cây bồ đề. Ni sư đã hỏi, cỏ đó con cắt ở đâu? Cứ mấy hôm thì con cắt cỏ mới để dân cuốn cho buộc Còn dân bớt cỏ cho buộc như thế thì trâu con có đủ cỏ để ăn ban đêm hay không? Và con có bị chủ trâu đánh mắng hay không? Câu chuyện chú kể đã xong đâu còn nhiều lắm. Chú xin phép ngưng lại ở nơi đây. Chú thưa với mọi người là chú sẽ xin kể tiếp vào ngày mai. Nhưng trước khi từ giả, chú muốn được hỏi ni trưởng một vài câu hỏi mà chú đã ấp ủ trong lòng gần 10 năm nay. Có thể là ni trưởng sẽ trả lời được cho chú. Nghe chú nói thế, ni sư Gotami mỉm cười nhìn chú. Chú cứ hỏi, nếu trả lời được thì ta sẽ trả lời ngay. Svatika muốn biết nhiều chuyện lắm. Trước hết, Chúa muốn biết khi Thái tử Siddhartha viếng màn định từ giả lệnh bà Yasodhara thì lệnh bà đang ngủ thật hay là đang giả ngủ. Rồi khi người hầu cận Thái tử Siddhartha đem thanh kiếm, chuỗi ngọc, mớ tóc và con ngựa Kanthaka về tới Kinh Đô thì Hoàng thượng, Hoàng hậu và lệnh bà Yasodhara đã nghĩ gì, nói gì và làm gì. Trong 6 năm vắng mặt, cái gì đã xảy ra cho những người thân yêu của Bụt tại Kapilavatu? Và ai nghe tin bục thành đạo trước Ai đi đón bục Và đến khi bục về Thì cả kinh thành đón trước Ra sao Chú hỏi nhiều câu hỏi thật ni sư Gotami mỉm cười hiền hậu Nhìn Svatika Để ta trả lời sơ lược cho chú Trước hết là chuyện yasodara có thật là đang ngủ Khi Siddhartha tự giả hay không Chuyện này muốn cho chắc chắn chú phải hỏi ni sư Yasodhara. Nhưng theo ta thì lúc ấy Yasodhara không ngủ. Chính Yasodhara đã soạn đủ nón giày và áo dạ hành để sẵn bên hành lang. Chính Yasodhara đã vào bảo Channa thắng yên cương vào cho con Kanthaka. Vậy Yasodhara biết chắc là đêm ấy thái tử sẽ bỏ đi. Làm sao mà Yasodhara có thể ngủ trong một tâm trạng như thế được? Hạ chú Svatika Ta nghĩ rằng Yasodhara đã làm như đang ngủ để tránh cho Siddhartha và cho mình giây phút khó khăn của sự giả biệt. Chú chưa biết, chứ mẹ của Rahula tính tình cương nghị lắm. Yasodhara hiểu được chí hướng của Siddhartha và đã âm thầm yểm trợ cho Siddhartha. Điều đó ta biết rõ hơn ai hết ở trong cung. Bởi vì ta là người thân cận và làm việc với công nương Yasodhara nhiều hơn ai hết. Rồi Ni Sư Gotami kể tiếp những gì đã xảy ra trong cung điện. Buổi sáng ấy, nghe tin Siddhartha đã bỏ đi rồi. Trong cung náo động, ai cũng bàng hoàng hoảng hốt. Chỉ trừ có Yasodhara. Vua Suddhodana giận dữ, quát tháo quân hầu, quát tháo mọi người. Trách họ đã không giữ gìn để cho thái tử ra đi. Bà Gotami nghe tin vội chạy qua tìm Yasodhara. Yasodhara không nói gì, chỉ ngồi thầm lặng khóc. Quan phủ chính đại thần tổ chức nhiều toán người ngựa sai đi bốn ngã tìm kiếm thái tử. Toán người ngựa đi về phương Nam đã gặp được Channa, đang trở về với con ngựa Kantaka. Channa ngăn họ không cho họ đi về phương Nam tìm thái tử. Channa nói, Quý vị hãy để yên cho thái tử tu hành, tôi đã cầu xin hết lời, đã khóc lóc, đã vang nài, nhưng thái tử đã một lòng một chí muốn đi tìm đạo. Với lại thái tử đã đi vào chốn thâm sơn, núi rừng trùng điệp, lại thuộc về một vương quốc khác, thì các vị đi tìm làm sao được. Khi chanh trở về tới cung điện, anh ta dập đầu tạ tội rồi đem thanh kiếm, chuỗi ngọc và mớ tóc dâng linh vua. Lúc ấy, hoàng hậu Gotami và lệnh bà Yasodara cũng đang đứng hậu bên cạnh vua. Thấy Channa khóc, Vua không nỡ buộc tội vừa hỏi hàng mọi chuyện thằng vãn ngồi lâu rồi truyền cho chanh na đem gươm báu chuỗi ngọc và mớ tóc của thái tử giao lại cho lệnh bà yasodara cất giữ không khí của cung điện thật là buồn bã thái tử đi rồi kinh thành như là thiếu ánh sáng của mặt trời vua ở luôn trong biệt điện nhiều ngày liên tiếp không chịu ra thiết triều quan phủ chính đại thần Vesamita phải thay vua xử lý mọi công việc chính sự. Còn Kantaka, sau khi được trả về tàu ngựa, từ chối không ăn uống gì. Mấy ngày sau, nó qua đời. Channa rất thương tiếc. Channa xin với Yasodhara làm lễ hỏa thiêu cho nó. Ni sư Gotami kể tới đó, thì chuông thiền tọa buổi tối đã vọng lên Mọi người đều tỏ vẻ tiếc vì phải bỏ dở câu chuyện. Nhưng thầy Ananda bảo không nên bỏ giờ thiền tọa, dù câu chuyện có hai cách mấy đi nữa. Và thầy mời mọi người chiều hôm sau lại tới liêu xá thầy. Svatika và Rahula chắp tay làm lễ ni sư Gotami, thầy Ananda và thầy Asaji để trở về liêu xá của thầy Sariputta. Đôi bạn thân đi bên nhau im lìm không nói, Tiếng chuông chậm rãi bây giờ đây đã bắt đầu dùng dập đổ hồi. Svatika theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Chương 17 Chiếc lá Pipala ngồi dưới gốc cây Bipala. Samon Gotama tập trung hết định lực và quán chiếu vào nội thân. Tinh lực của ông đầy dẫy và niệm lực của ông hùng hậu. Ông thấy cơ thể của ông như một dòng sông đang trôi chảy bất tuyệt và những tế bào trong cơ thể là những giọt nước xô đẩy nhau trên dòng sinh khởi, trưởng thành và biến diệt. Ông không tìm thấy một cái gì đồng nhất và bất biến có thể gọi là ngã cả xen lẫn trong dòng sông cơ thể ông nhận thấy một dòng sông khác đó là dòng sông cảm thọ trong đó mỗi cảm giác là một giọt nước những giọt nước cảm giác này cũng xô đẩy nhau trong quá trình sinh khởi trưởng thành và biến diệt của chúng có những cảm giác dễ chịu có những cảm giác khó chịu có những cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu tự thân của những cảm giác cũng vô thường và luôn luôn sinh diệt, giống như tự thân của các tế bào trong cơ thể. Với định lực vững chắc, Samun khám phá ra dòng sông tri giác đang trôi chảy len lỏi giữa các dòng sông cơ thể và dòng sông cảm giác. Những giọt nước trong dòng sông tri giác cũng xô đẩy nhau và ảnh hưởng lẫn nhau trên đà sinh trưởng và hoại diệt của chúng thế giới là thế giới của tri giác tri giác chính xác thì thực tại hiển lộ tri giác sai lầm thì thực tại chìm lặng tri giác sai lầm làm phát sinh bao nhiêu cảm giác khổ đau trong dòng sông cảm thọ con người sở dĩ lặng hợp trong khổ đau là vì nhận thức sai lầm của mình vô thường thì cho là thường vô ngã thì cho là ngã Không sinh diệt thì cho là có sinh diệt Cùng chung một tự tính mà lại cho là riêng lẻ tách biệt Samon Gotama quán chiếu những hiện tượng tâm ý thường được xem là nguồn gốc của các cảm thọ khổ đau Những tâm lý sợ hãi, giận dữ, căm thù, kiêu mạn, ganh ghét, tham đắm và u mê chánh niệm bừng tỏa nơi ông như một mặt trời đem mặt trời chánh niệm ấy soi vào lòng của các hiện tượng tâm lý kia ông thấy rằng bản chất của chúng đều là sự u mê tên nó là vô minh tên nó là mờ ám tên nó là sự thiếu sáng suốt chìa khóa của giải thoát vì vậy là sự đập tan u mê là thể nhập vào lòng của thực tại để có một cái biết trực tiếp và chân thực về thực tại. Cái biết này không phải là cái biết của tri thức suy luận. Cái biết này phải là cái biết trực tiếp của kinh nghiệm, của thực chứng. Ngày xưa, Siddhartha đã tìm đủ cách để chế ngự sợ hãi, chế ngự giận dữ, chế ngự tham đắm. Nhưng những phương cách ấy không có hiệu quả vì chúng chỉ là sự đè nén và đàn áp ngày nay Siddhartha biết được bản chất của chúng là u mê giải tỏa u mê và đi tới sự hiểu biết tức là làm cho chúng tự tan rã như khi mặt trời lên thì tự khắc bóng tối tan biến sự hiểu biết này là kết quả của công trình quán chiếu giải thoát không phải là kết quả của một sự lẩn tránh thực tại giải thoát trái lại là hiểu biết được tự thân của thực tại để đạt tới tự do, để cắt đứt mọi sợi dây khống chế. Samon Gotama mỉm cười. Ông thấy một chiếc lá Bipala in trên nền trời xanh. Đuôi lá hướng về phía đất và phe phẩy như đang gọi ông. Chiếc lá này là một thực tại màu nhiệm. Nhìn chiếc lá, ông thấy mặt trời và trăng sao nếu không có mặt trời nếu không có ánh sáng và sức nóng chiếc lá không thể nào có mặt cái này có vì cái kia có ông lại thấy một đám mây bay lững lơ trong lòng chiếc lá nếu không có đám mây thì không có mưa và nếu không có mưa thì không làm gì có chiếc lá ông thấy đại địa ông thấy thời gian ông thấy không gian ông thấy tâm thức tất cả đều đang có mặt trong chiếc lá vũ trụ có mặt trong chiếc lá và với chiếc lá địa thủy hỏa phong không thời phương thức tất cả đều có mặt với chiếc lá trong giờ phút này cái này có thì cái kia có và ông thấy thực tại của chiếc lá cũng mầu nhiệm như thực tại của bản thân ông thực tại của chiếc lá cùng thực tại của bản thân ông là một. Chiếc lá dường như chỉ mới có mặt từ đầu mùa xuân năm nay, nhưng thật ra, chiếc lá đã có mặt không biết từ bao giờ. Trong ánh nắng đã có sẵn chiếc lá, trong đám mây bay đã có sẵn chiếc lá, trong cây đã có sẵn chiếc lá và trong Sidharta đã có sẵn chiếc lá. Chiếc lá thực ra chưa từng bao giờ sinh. Chiếc lá chỉ được biểu hiện ra mà thôi. Samon Siddhartha cũng chưa bao giờ từng sinh. Samon Siddhartha cũng chỉ được biểu hiện. Những ý niệm sinh diệt và còn mất là những ý niệm phát xuất từ nhận thức sai lầm, từ vô minh. Tự thân của chiếc lá Bipala cũng như tự thân của Samon Gotama chưa từng bao giờ sinh diệt sự có mặt của một hiện tượng kéo theo sự có mặt của tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ. Cái một bao hàm cái tất cả, và cái tất cả được có mặt trong cái một. Chiếc lá không có một cá thể biệt lập, không có một cái nhã thường tại bất biến. Samuel Gotama cũng vậy. Ông không thể có mặt biệt lập với vũ trụ vạn hữu. Ông không có một cái nhã thường tại bất biến thấy được tính cách trùng trùng duyên khởi của Vạn Hữu, cũng là đồng thời chứng nghiệm được sâu xa tính cách vô ngã của Vạn Hữu. Và vì vậy, chìa khóa để mở cánh cửa giải thoát là nguyên lý vô ngã, nguyên lý duyên sinh. Một đám mây trắng bay qua, và chiếc lá Bipala giờ đây đang in hình trên nền trắng ấy. Đám mây kia chiều nay có thể sẽ gặp một luồng khí lạnh và sẽ biến thành mưa. Đám mây là một biểu hiện mưa là một biểu hiện tự thân của đám mây không có sinh diệt và còn mất nếu đám mây biết điều đó thì khi cần được biến thành mưa đám mây sẽ ca hát khi rơi xuống thành giọt trên núi rừng trên ruộng lúa samon gotama thấy được rằng trong thực tại không có gì sinh ra không có gì mất đi không có gì từ không mà trở nên có không có gì từ có mà trở nên không và ông vượt thoát được các ý niệm có không và sinh diệt. Sâmôn Gotama lấy cái thấy này và soi chiếu lại vào những dòng sông cơ thể, cảm thọ, tri giác, tâm tư và nhận thức của con người. Ông thấy hầu hết những khổ đau của con người đều được phát xuất từ nhận thức sai lầm của con người. Nếu con người thấy được tính cách vô thường vô ngã của thực tại thì con người giải thoát được khổ đau. Vô thường và vô ngã là điều kiện tất yếu của sự sống. Nếu không có vô thường và vô ngã thì không có biến chuyển sinh diệt, vì vậy không có gì có thể sinh trưởng và phát triển. Hạt lúa nếu không vô thường và vô ngã thì không thể mọc thành cây lúa. Đám mây nếu không vô thường và vô ngã thì không thể nào biến thành cơn mưa. Em bé nếu không có vô thường và vô ngã thì không thể lớn lên. Vì vậy, chấp nhận sự sống tức là chấp nhận vô thường và vô ngã. Khổ đau bắt nguồn từ sự nhận thức vô thường là thường và vô ngã là ngã. Chứng nhập được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn hữu, tức là thoát ra được vòng khổ đau. Sâmôn Gotama thấy rằng, một khi đã chứng nhập được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn hữu thì tự tánh không của vạn hữu cũng bắt đầu hiển lộ. Không tức là không sinh cũng không diệt Không có cũng không 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 một cũng không nhiều Không trong cũng không ngoài Không lớn cũng không nhỏ Không nhơ cũng không sạch Tất cả những ý niệm về không và có Sinh và diệt Một và nhiều Trong và ngoài Lớn và nhỏ Nhơ và sạch Đều do những khuôn khổ hẹp hòi của tri giác tạo nên Thâm nhập được vào thể tính không của vạn pháp Siddhartha vượt lên trên được tất cả mọi phạm trù ấy của tri giác. Đêm này qua đêm khác, Samon Gotama ngồi thiền định dưới gốc Bipala chiếu rọi ánh sáng của thiền định vào thân tâm và vào vũ trụ. Năm người bạn đồng tu của ông đã bỏ ông lâu rồi. Bạn tu của ông bây giờ là núi rừng, là dòng sông, là chim chóc, là hàng vạn côn trùng dưới đất trên cây bạn tu của ông là cây đại thọ Bipala, bạn tu của ông còn là ngôi sao hôm, tỏa chiếu rạng rỡ vào lúc ông bắt đầu buổi thiền tỏa tối. Đêm nào ông cũng ngồi thiền định cho tới khuya. Bọn trẻ con trong xóm mỗi khi đem thức ăn cho ông thường chỉ ở lại một lát vào giờ trưa, giờ nóng bức nhất trong ngày. Trưa hôm ấy, Sujata đem cúng dường ông một bát đề hồ nấu với sữa và mật ong svatika cũng đem đến tặng cho ông một mớ cỏ cua sa rất tươi để ông trải làm tòa cụ svatika lùa trâu đi rồi ông có cảm tưởng là nội trong đêm nay ông sẽ đạt tới được chỗ tận cùng của sự tỉnh thức mầu nhiệm vừa hồi khuya ông mơ thấy những giấc mơ rất lạ trước hết ông thấy ông nằm nghiêng đầu gối lên dãy hy mã lạp sơn tay trái để trên bờ biển phương đông tay phải đặt trên bờ biển phương tây và hai chân chấm bờ biển phương Nam. Trong giấc mơ thứ hai, ông thấy tự rúng mình mọc lên một hoa sen lớn, và hoa sen này nở lớn như một vành xe, dần cao lên tận mây xanh. Trong giấc mơ thứ ba, ông thấy chim chóc đủ màu từ bốn phương bay tới quy tụ bên ông, không biết bao nhiêu mà kể. Những giấc mộng ấy như báo trước sự thành công của ông. Chiều hôm ấy, Samun Gotama đi thiền hành bên bờ sông, lội xuống sông tắm gội, rồi lại lên bờ sông đi thiền hành. Khi nắng bắt đầu tắt bên sông, ông trở lại với gốc cây Bibala quen thuộc. Nhìn gốc cây với tấm thảm cỏ mới trải, Siddhartha mỉm cười. Ngồi dưới gốc cây này, ông đã thực hiện được bao nhiêu khám phá quan trọng. Ông biết giờ phút mà ông chờ đợi từ lâu đã sắp đến cánh cửa giác ngộ hoàn toàn sắp được tung mở. Khoan thai, Siddhartha ngồi xuống và điều chỉnh thế ngồi trong tư thế hoa sen. Ông đưa mắt nhìn ra, dưới kia dòng sông đang thầm lặng trôi, những ngọn gió thật nhẹ đang lướt qua bờ cỏ. Rừng chiều vắng lặng nhưng sóng động, chung quanh ông có tiếng rì rào của muôn loại côn trùng. Ông nhíp tâm theo dõi hơi thở và khép nhẹ đôi mi sau hôm chắc đã lên rồi. Chương 18 Sao mai đã mọc Chánh niệm đưa thân tâm và hơi thở trở về một mối. Chánh niệm sung mãn đưa tới một định lực hùng tráng. Samun Gotama bắt đầu dội ánh sáng quán chiếu vị đại ấy vào tự thân. Hồi lâu, ông bắt đầu thấy trong giây phút hiện tại sự có mặt của muôn loại chúng sanh ngay trong chính tự thân ông tất cả các loại chúng sanh từ khoáng khí hơi sương cho đến rêu cỏ thảo mộc côn trùng cầm thú và loài người đều có mặt và sự có mặt một cách hiện thực ngay trong giờ phút hiện tại ông thấy sự có mặt của tất cả các loại chúng sanh ấy chính là sự có mặt của ông không những trong hiện tại mà cũng là trong quá khứ và trong vị lai ông trông thấy được tất cả những sinh diệt của mình trong các kiếp quá khứ ông trông thấy được tất cả những sinh diệt của mình trong các kiếp hiện tại ông cũng trông thấy được tất cả những sinh diệt của mình trong các kiếp vị lai ông thấy được sự co giảng và thành hoại của muôn ngàn thế giới muôn ngàn tinh cầu với tất cả những nỗi vui, niềm đau của từng sinh vật. Trong ấy, loài thì do thai sinh ra, loài thì do trứng sinh ra, loài thì do sự tụ hợp biến hóa sinh ra, loài thì do sự chia cắt phân thân sinh ra. Ông thấy mỗi tế bào trong cơ thể ông chứa đựng được cả tam thiên, đại thiên thế giới và cũng chứa đựng cả thời gian từ vô thủy đến vô chung. Cái thế ấy là túc mệnh minh. Ông chứng đạt được trí tuệ này vào cuối canh một. Samun Gotama tiếp tục đi sâu trên con đường khám phá. Ông thấy tuy vô lượng vô số thế giới từng co giãn, sinh diệt và thành hoại như thế, và tuy vô lượng vô số chúng sinh từng sinh diệt và thành hoại như thế trong vô lượng vô số kiếp, nhưng kỳ thực những co giãn, sinh diệt và thành hoại ấy chỉ là những biểu hiện bề ngoài chưa từng đụng tới thực tướng của các pháp cũng như trên mặt biển cả tuy lúc nào cũng có hàng triệu đợt sóng lô nhô xuất hiện nhưng đại dương chưa bao giờ vì vậy mà có sinh diệt hay thành hoại sóng dường như có còn mất sinh diệt mà nước không hề có còn mất sinh diệt và nếu sóng tự biết mình là nước thì sóng có thể vượt ra ngoài sự sinh diệt còn mất đạt tới tâm trạng an ổn và đập tan mọi niềm sợ hãi. Cái thấy này đưa sa môn Gotama vượt thoát lưới sinh tử. Ông bất giác mỉm cười. Nụ cười của ông nở như một bông hoa dù là trong đêm tối. Nụ cười đó như tỏa chiếu hào quang. Nụ cười ấy là hoa trái của một cái thấy vi diệu. Cái thấy ấy là lậu tận minh. Sa môn Gotama đạt tới cái thấy ấy vào cuối canh hai. Vừa lúc ấy có tiếng sấm nổ vang trời và những làn chớp giật tiếp nhau lóe lên như xé rách không gian. Từ hồi nào mây đen đã kéo đến che lấp hết trăng sao. Giờ đây với tiếng sấm nổ rền, mưa cũng bắt đầu rơi xuống xối xả. Mưa rơi ướt hết cả thân hình vị sa môn đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây Bipala. Nhưng Siddhartha vẫn ngồi yên bất động, ông thản nhiên tiếp tục công phu thiền quán tiếp tục rọi ánh sáng vào cõi tâm. Ông thấy chúng sanh đang chịu đựng vô lượng khổ đau chỉ vì mỗi người mỗi loài không biết rằng mình đang cùng chung một thể tính với mọi người và mọi loài khác. Và từ sự u mê đó đã làm phát sinh bao nhiêu phiền não, làm rối loạn tâm hồn, tham đắm, giận hờn, kiêu căng, nghi ngờ tật đố và sợ hãi. Những tâm niệm ấy đều phát sinh từ gốc vô minh. Nếu mỗi người, biết tìm cách tĩnh tâm để nhìn lại, để quán chiếu sâu sắc vào lòng sự vật, thì ai cũng có thể đạt tới sự hiểu biết. Và sự hiểu biết này sẽ làm tiêu tán được mọi phiền não và làm phát sinh được sự chấp nhận và niềm tin yêu. Ông khám phá ra rằng hiểu biết và thương yêu là một, và nếu không thể hiểu biết thì không thể thương yêu. Tính tình của một con người, dù ác độc đi mấy, cũng là do những điều kiện sinh lý, tâm lý và xã hội tạo thành. Nếu hiểu được điều đó, ta sẽ không oán ghét con người mà chỉ lo chuyển hóa những điều kiện sinh lý, tâm lý và xã hội. Với một nhận thức như thế, ta không còn oán hận mà chỉ có xót thương. Có xót thương, ta mới ra tay hành động để chuyển hóa con người và chuyển hóa hoàn cảnh. Con đường mà siddhartha tìm ra là con đường hiểu biết để xót thương và hành động muốn thương yêu phải hiểu biết hiểu biết là chìa khóa của cánh cửa giải thoát mà muốn đạt tới hiểu biết con người phải sống thức tỉnh trong từng giây từng phút thức tỉnh để tiếp xúc để nhận diện và để nhìn thấy những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta cái nhìn ấy càng ngày sẽ càng sâu sắc và khi nhìn sâu được vào lòng một hiện tượng thì hiện tượng đó sẽ phơi bày chân tướng trước mặt ta đó là bí quyết của chánh niệm có chánh niệm thì đời sống được soi sáng bởi cái nhìn chân thực chánh kiến suy tư chân thực chánh tư duy lời nói chân thực chánh ngữ hành động chân chính chánh nghiệp phương tiện sinh sống chân chính chánh mạng sự cố gắng đi về đường chính tránh tinh tiến và sự sử dụng đúng pháp những trạng thái thiền định về mục đích giải thoát chánh định con đường này gọi là con đường thánh đạo là ariamaga là con đường cần được chỉ bày cho nhân gian chánh niệm là con đường duy nhất để thực hiện giải thoát và giác ngộ samon Siddhartha thì thầm Nhìn thấu vào tâm niệm của mọi loài chúng sanh, Siddhartha đã chứng được tha tâm minh. Đồng thời ông cũng đạt tới khả năng có thể thấy, có thể nghe tất cả niềm vui nỗi khổ của mọi loài mà không cần đi tới tận chỗ. Cùng một lúc, ông đạt tới thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh và thần túc minh. Lúc ấy trời đã cuối canh ba, sấm sét đã im, mây đen đã cuốn sạch và trăng sao lại vằn vặt hiện ra trên bầu trời trong suốt. Samon Gotama có cảm giác một cái nhà tù thường giam hãm con người trong ngàn vạn kiếp đã vừa bị phá tung. Vô minh là người chủ ngục, vì sự u mê cho nên những vọng động, hành đã gần lên trong tâm thức cũng như mây đen đã giăng bủa trên bầu trời và che lấp cả trăng sao từ những vọng động của tâm thức mà phát sinh ra sự phân biệt tâm và vật chủ thể và đối tượng ta và người có và không còn và mất danh sắc lục nhập xúc từ sự phân biệt ấy phát sinh sự tù túng thọ ái thủ hữu nhà tù đã được xây dựng kiên cố trong khổ đau sinh lão bệnh tử vô minh lại ngày càng sâu nặng và bốn bức tường của cái nhà tù càng ngày càng thêm vững chắc, càng vùng vẫy, con người càng thấy những bức tường của nhà tù vững chắc. Chỉ có một cách mà thôi, đó là nắm lấy người chủ ngục và khám phá chân tướng nó. Người chủ ngục ấy là vô minh. Phương pháp giải trừ vô minh là con đường bát chánh đạo. Một khi tên chủ ngục không còn thì ngục tù bị phá tung và không bao giờ còn được xây dựng trở lại. Samon Gotama mỉm cười thì thầm này kẻ cai tù ơi ta đã nhìn thấy ngươi từ bao nhiêu kiếp rồi ngươi đã thiết lập bao nhiêu phen những nhà tù sinh tử bây giờ đây những bức tường đã bị phá vỡ kèo cột đã bị đập nát ta đã nhìn rõ mặt mũi của ngươi rồi từ nay trở đi ngươi không còn xây được một cái nhà tù nào nữa Nhìn lên, Siddhartha thấy sao mai đã mọc ở chân trời, lấp lánh như một hạt kim cương lớn. Lâu nay ngồi dưới gốc Bipala, Siddhartha đã nhiều lần trông thấy ngôi sao này. Nhưng hôm nay sao mai hiện ra như một ngôi sao mới, chói sáng và lấp lánh, mừng vui như nụ cười giác ngộ. Siddhartha nhìn sững ngôi sao mai rồi buộc miệng lên tiếng. là thay, Tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn hạt giống của trí tuệ giác ngộ trong lòng. Vậy mà trong ngàn muôn ức kiếp, cứ để cho tự mình lặn ngược trong biển sinh tử khổ đau. Thật là đáng thương. Siddhartha biết rằng đạo lớn đã được tìm ra và hoài bão lớn của ông đã đạt được. Tâm hồn an lạc, thư thái. Ông nghĩ đến những năm lặn lội kiếm tìm với bao nhiêu gian trung và nhọc nhằn. Ông nghĩ tới cha, tới mẹ, tới gì tới Yasodhara, tới Rahul và tới mọi bạn bè quen thuộc. Ông nhớ tới triều đình, tới kinh thành Kapilavatthu, tới dân, tới nước, tới những kẻ cùng khổ thiếu may mắn và tới những đứa bé sống lây lất trong các xóm nghèo. Ông hứa sẽ tìm cách đem ánh sáng của con đường mới, soi tỏ đường đi nước bước của họ và dìu họ ra khỏi biển khổ. Tình thương nơi ông giàu dạt hơn bao giờ hết bởi vì trí tuệ nơi ông bây giờ sáng tỏ hơn bao giờ hết bóng tối đã tan nắng đã lên chim chóc đã bắt đầu ca hát nắng đã bắt đầu lọc qua những chiếc lá non nắng và lá đẹp một cách lạ kỳ samon gotama đứng dậy rời chỗ ngồi ông đi dần ra phía bờ sông trên bờ cỏ các bông hoa đủ màu đã lấm tấm nở trong nắng mai nắng như reo mừng trên không gian trên cành lá và trên mặt sông hình như bước tới đâu ông thấy hoa nở tới đó sầu đau không còn có mặt tất cả những mậu nhiệm của hiện hữu nối tiếp nhau hiển bày trước mắt ông tất cả hôm nay đều như đổi mới đều như khác lạ nền trời xanh đối với ông cũng là mới lạ đám mây trắng đối với ông cũng là mới lạ. Vũ trụ mới tin và tử thân sa môn Gotama cũng mới tin. Vừa lúc ấy thì Svatika chạy tới, thấy chú bé chăn trâu, Siddhartha mỉm miệng cười. Svatika đứng dừng lại, cậu bé nhìn ông chăm chăm, hai mắt như bỡ ngỡ và miệng há to. Nó quên cả chắp hai tay lên trán để chào. Siddhartha gọi, Svatika, Chú bé giật mình, đáp, dạ. Rồi mới chắp tay chào, nó tiến tới mấy bước nữa. Ngừng lại, rồi lại đứng nhìn Siddhartha trân trân. Cuối cùng nó thẹn thùng nói, Thưa thầy, hôm nay con trông thầy rất khác lạ. Vị sa môn vẫy nó lại gần và ôm nó trong hai tay. Ông hỏi, con thấy ta khác thế nào? Úp mặt vào Siddhartha, Svatika nói, con không biết Con chỉ biết là hôm nay thầy khác lắm Con thấy thầy như một cái mặt trời Siddhartha xoa đầu cậu bé Vậy hả con? Con thấy thầy như là cái gì nữa? Svatika nhìn lên Con thấy thầy như một bông sen vừa nở Con lại thấy thầy như... Như... Mặt trăng trên đỉnh núi Gaya Sisa Siddhartha nhìn vào mắt Svatika con là thi sĩ rồi đó Nào Nói cho thầy nghe đi Tại sao hôm nay con đến thăm thầy sớm thế Trâu của con được thả ăn ở đâu Svatika kể cho Siddhartha nghe Là hôm nay cậu không phải thả trâu cho ăn Vì tất cả mấy con trâu lớn Đều được đưa đi cày ruộng Chỉ có một con nghé Thì được giữ tại chuồng Hôm nay nó chỉ cần đi cắt cỏ cho trâu mà thôi Hồi hôm nó và mấy em thức dậy vì tiếng sấm sét và vì mưa dột ướt cả mấy cái chõng tre mấy anh em đều phải trỗi dậy chưa bao giờ nó thấy có trận mưa lớn và sấm chớp nhiều như vậy cả bọn đều nghĩ đến Siddhartha và đứa nào cũng lo lắng cho Siddhartha chúng ngồi với nhau cho đến khi trời tạnh mưa mới đi ngủ lại và khi trời mới sáng Svatika đã chạy qua chuồng trâu để lấy quan gánh đi cắt cỏ nó muốn ra sớm để tìm xem Siddhartha có được ăn lành không. Và khi ra tới bờ sông thì nó gặp Siddhartha. Vị Samun cầm tay Svatika. Ngày hôm nay là ngày vui nhất của thầy. Chưa bao giờ thầy vui như hôm nay. Nếu được thì chiều nay các con ghé lại cây Bipala chơi với thầy. Nhớ cho mấy đứa em của con đến với nhé. Bây giờ thì con hãy đi cắt cỏ cho đầy gánh đi. Svatika sung sướng chạy đi, trong khi vị sa môn tiếp tục đi từng bước một trên bờ sông ngập nắng